Em chào các bác nhá. Hôm nay em lên một con Passo tay thẳng Touring thương hiệu Ý, có size đứng bằng 53, khung nhôm càng carbon, xe nguyên bản từ đầu đến cuối các bác nhá. Xe còn quá là quá đẹp luôn đấy, nguyên bản từ đầu đến cuối. Con này có size đứng bằng 53, phù hợp người từ 1m7 trở lên là ok các bác nhé. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Số điện thoại em dùng Zalo, các bác vào kết nối em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho. Đấy, xe thì còn quá xuất sắc rồi, đến bây giờ những con xe này là quá ok rồi, gần như mới. Con này có cấu hình là cấu hình xe đua các bác nhé. Đấy, chạy với 8 lít 2 đĩa, phanh thanh 3 mảnh. Đấy, tay đè bấm xả. Đấy, em nói qua thì em phải vào chi tiết ngay bây giờ. Đấy, con này có ghi đông phốt tăng nhôm. Đấy, thương hiệu Tech, ghi đông phốt tăng là thương hiệu Tech. Tay đè bấm xả Shimano, tay phanh Techo. Đấy, sơn thì còn khá đẹp các bác, khá là đẹp. Phanh sau là phanh 3 mảnh Techo, vành 2 lớp Shimano, lốp vẫn theo xe các bác nhé. Mayer là Mayer sau này, thương hiệu Shimano, 8 nít, đè sau là đè Shimano, đùi đĩa Shimano. Đây là tem của thương hiệu nội địa Nhật Passo. Xe thì còn khá là đẹp, quá ok. Phanh trước phanh 3 mảnh Techo, Mayer trước Shimano, vành cũng thế nhá, vành trước vành sau như nhau, rất là còn ok các bạn. Đây, logo của Passo. Yên thì vẫn là yên theo xe các bác nhé, em bọc lại quay xa cho các bác ngắm, rất là còn mới. Và em sẽ quay sang phần trái, mặt trái của xe. Đây, mặt trước xe đây. Đấy, tay để bấm xả Shimano, xe còn khá đẹp. Con bác là FSA. Đây là mặt trái các bác nhé, em sẽ quay sang mặt trái để các bác theo dõi. Khá là ok. Xe còn khá mới các bác nhé. Màu sơn thì rất là đẹp, sơn xanh, rất là. Đấy, tem nội địa Nhật. Cái này nó dán hai tem, cái tem này là tem của cửa hàng. Đấy, tem của cửa hàng mà bán, nó dán vào tem dưới là tem an ninh, tem nội địa Nhật. Đấy, rất là đẹp, rất là ok. Đây là mặt trái xe thì còn nguyên bản từ đầu đến cuối các anh nhé. Sơn chi còn nguyên, đồ còn nguyên hết theo xe. Đấy, em sẽ quay qua một lượt bên ngoài để các bác theo dõi. Và các bác nào vào theo kênh ấy, thì nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày em đăng lên những chiếc xe thể thao bãi để các bác lựa chọn. Chiếc xe này thì khá là ok. Sơn thì nguyên bản. Đấy, các bác nào vào xem kênh thì nhớ ấn nút đăng ký, nút chuông nhé. Và các bác liên hệ qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề. Đấy, và các bác nào ở gần cửa hàng thì đến địa chỉ là khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Bên em thì nhận bao ship toàn quốc với các bác ở xa. Em báo ship toàn quốc các bác nhé. Và em
quay qua một lượt để theo dõi về dáng con xe này. Dáng con xe này rất là đẹp. Đấy. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Xe thì còn quá ok rồi, bên trong nhà em thì rất là nhiều xe. Đấy, các chỗ thì cũng còn xe nhưng bên em vẫn còn nhiều, và em cũng xin được dừng video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.